xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày và đêm ngày hôm qua, ở các tỉnh khu vực Bắc Bộ nằm trong khối không khí lạnh nên chỉ có mưa nhỏ ở một vài nơi với lượng không đáng kể. Nền nhiệt đêm qua tiếp tục giảm nhẹ và phổ biến trong khoảng từ 14 đến 17 độ, trời rét. Không khí lạnh tăng cường di chuyển sâu xuống các tỉnh miền Trung khiến gió đông bắc mạnh lên. Kết hợp với địa hình chắn gió của dãy Trường Sơn nên mưa xảy ra suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi. Một số địa phương nằm ở phía bắc của đèo Hải Vân còn có mưa vừa. Bắc miền Trung trời rét, các tỉnh ven biển khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày nắng với nền nhiệt độ duy trì ở mức cao. Về tình hình thời tiết trên biển thì vào trưa ngày hôm qua, bão Bofa đã đi vào khu vực phía đông nam của Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 hoạt động trên khu vực Biển Đông. Dự báo đến khoảng trưa chiều nay, vị trí tâm bão chỉ còn cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 220 km về phía đông bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Quay trở lại với thời tiết trên đất liền, sau khi ảnh hưởng đến các tỉnh khu vực Bắc Bộ, Bắc và khu vực Trung Trung Bộ, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định nên thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ gần như ít biến đổi, lượng mây có xu hướng giãn mỏng khiến cho trưa và chiều trời hưởng nắng, nhiệt độ tăng lên so với ngày hôm qua khoảng từ 1 đến 2 độ với nhiệt độ ban trưa dao động phổ biến từ 18 đến 21 độ. Ngoài ra thì độ ẩm không khí có xu hướng giảm dần, đến tối và đêm nhiệt độ lại giảm dần xuống mức từ 13 đến 16 độ, một số nơi thuộc khu vực núi cao có nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ. Trời rét buốt. Tại các tỉnh miền Trung ở phần phía bắc của khu vực như là tại Thanh Hóa và Nghệ An thì ngày hôm nay bắt đầu tạnh ráo. Các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi trời nhiều mây có mưa, một số nơi có lượng mưa khá. Tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, trời vẫn có nắng nhẹ vào ban ngày với nền nhiệt phổ biến từ 29 đến 32 độ. Đến chiều tối và đêm thì cũng chỉ một vài nơi có mưa với lượng không nhiều, nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ. Riêng các tỉnh khu vực Tây Nguyên thì về đêm sẽ có sương mù nhẹ, trời rét với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 17 đến 20 độ. Trong 48 đến 72 giờ tới, không khí lạnh có cường độ ổn định, sau đó lại được bổ sung thêm nên nhiệt độ tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn thấp, trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm. Các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa. Các khu vực còn lại thời tiết ít thay đổi. Và sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa, trời rét với nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ. Riêng tại khu vực Điện Biên, Lai Châu là từ 23 cho đến 26 độ. Nhiệt độ thấp nhất tại đây là từ 14 đến 17 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa một vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, vùng núi chỉ từ 9 cho đến 11 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, trời nhiều mây, có mưa một vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây, phía nam có mưa rải rác với gió tây bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ. Khu vực Trung Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông bắc mạnh cấp 3, phía bắc trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất tại đây từ 22 đến 25 độ, phía nam là từ 27 đến 29 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, phía nam từ 21 đến 24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông ở một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa ở một vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa một vài nơi với tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Nhiệt độ dao động từ 24 đến 30 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 5, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 31 độ.
Thưa quý vị, như vậy là trong ngày và đêm nay, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa một vài nơi, trời rét. Các khu vực khác, thời tiết ít có biến động so với 24 giờ trước. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.